Hello cả nhà nha. Thì hôm nay Hoàng quay chị Hương sẽ đắp bột màu đỏ nha mọi người. Thì bột màu đỏ mọi người cũng biết, trời này mùa đông rất là lạnh nha. Thì màu đỏ đắp nói chung là cũng thứ nhất là bị dơ nè mọi người, bị dơ. Thứ hai là kiểu mà giống như nó bột nó chảy rất là nhiều nha, mà giống như mình đặt cục bột lên đó thì giống như mà mình mà không biết cách lấy nước lấy bột đó là bột nó chảy rất là nhiều luôn. Thì hôm nay Hoàng quay cái bột full set này màu đỏ để có gì mình có thể mình học hỏi kinh nghiệm của nhau nha mọi người. Rồi đây thì chị đắp bột đó, thì cái khu này thì Hoàng thấy ít người đắp bột clear lên nha mọi người. Hồi xưa Hoàng làm cái tiệm trước á thì bột màu á là mình sẽ đắp bột clear lên vì khu đó là khu Mỹ Đen nên nên khách cứ thích dày, còn cái khu này Hoàng làm á thì khu ba màu nha, nên những người thợ ở trong tiệm này cũng cũng ít ít là ít khi đắp bột clear lắm mọi người, trừ khi mà giống như là đắp những cái bộ móng dài thì là dài, hoặc là giống như đắp cái ngón nào mà nó có clear trong đó thì si tu thì mình mới đắp buộc clear thôi. Mỗi tiệm thì có những cái quay khác nhau nha. Thì đây bột màu đỏ chỉ đắp đều từ trong ra ngoài, nói chung mà vừa vừa thôi, không có dày quá, tại vì mọi người cũng thấy khách tay của khách là người Mỹ mà mọi người, đó đắp vừa vừa thôi. Nếu mà mình đắp dày quá thì khách ở đây họ không có thích. Nhớ là đập sao mà cho đầu móng nó có bột nha mọi người, đừng có cho chỗ nào thiếu bột hết. Đó nó hơi mỏng chút xíu đó thì lấy bột ngay đó kéo xuống xíu thôi. Đây lấy một cục bột lên đặt lên móng nè, nhớ là lấy nước vừa vừa nha mọi người, vì này mùa đông á mà mình lấy nước nhiều quá thì với lại màu đỏ nó hay dơ á, thì cái màu đỏ nó sẽ rinh xuống hai bên, mình là control cục bột không được á thì nó rất là dơ nha. Đó cứ kéo từ từ xuống mọi người, không có gì phải vội hết nha. Đó kéo tới ra đầu móng á thì mình để cây cọ lên thì nó sẽ square thôi. Đó đắp tới đâu mình clean tới đó nha, clean cây cọ xuống tờ giấy á mọi người, để cho cái màu á nó không có dính ở trên, nó không có dính trên tay của người khách. Cho mọi người xem lại một lần nữa, đây lấy bột đặt lên ngay chính giữa nè, đó đặt cho bột nó nằm hết lên cái móng tay của người khách. Xong lúc đó mình chùi cây cọ liền, xong mình lấy nước mình kéo. Đó, cứ kéo từ từ nha, phải kéo từ trên xuống dưới nha mọi người cho nó có bột. Nhiều khi á mình giống như mình không có kéo đẩy từ trên xuống dưới á, thì hai bên nó sẽ thiếu bột nha. Đó vừa kéo vừa đập vô, vừa kéo vừa đập vô cho nó bột nó đầy. Thì mỗi người mỗi cách đắp bột khác nhau nha, thì mọi người xem thích cái kiểu đắp bột nào của người nào thì mình thấy hợp với mình thì mình có thể mình làm cái quay đó nha mọi người. Nói chung á là nhiều khi mình giống như mình thì làm chậm mà mình học của mình coi của cái người nhanh thì mình làm nó không có hợp với cái quay đó, thì nó cũng hơi khó cho mình. Mình phải kiếm cái người nào vừa giống như cái kiểu của mình á, làm từ từ thì nó sẽ hợp hơn đối với mình. Hoàng thì cái quay của Hoàng là Hoàng thích làm nhanh mọi người, làm lẹ, nên ai mà tay chân là lẹ mà làm nhanh đó là Hoàng Hoàng thích thích lắm, thích giống như để mình có thể mình học hỏi kiểu đó, tại vì cái quay làm nhanh là cái quay của Hoàng mà, nên Hoàng thích giống như vậy. Đắp bột màu đỏ thì mình lúc mình kéo bột á mình đừng có đập ở trên da của người khách nhiều quá nha mọi người, thì nó sẽ dính cái màu đỏ hoài cái móng tay của người khách. Thì chút nữa mình clean lại thì nó hơi cực chút xíu, mình cố mình đắp làm sao ở trên trên cái móng bột thôi, mình kéo kéo trên móng bột thôi. Rồi ngón cái thì mình sẽ lấy bột nhiều hơn chút xíu nha.
Rồi, đặt lên ngay chính giữa nè. Đó, người nào cũng vậy hết nha mọi người. Nói chung đắp bột đó là nó có cái quay của nó rồi. Mình lấy bột lên là mình lấy sao mà cho nó tròn cái cục bột ở trên cái cây cái đầu cỏ mọi người, cho nó tròn rồi mình đặt ngay chính giữa vô là nó sẽ vô khuôn liền nha. Nhiều khi mình lấy không tròn á thì mình biết cách mình để lên thì nó cũng đỡ, mà nhiều khi mình không có control được á thì mình cố gắng mình lấy cục bột cho khỏi tròn rồi mình đặt lên cái móng tay của người người khách là nó vô khuôn nên mình cũng đỡ chỉnh qua chỉnh lại. Đó, đập cho hai bên nó ôm vô, chính giữa thì cho nó hơi dày chút xíu. Đó, cái đầu chưa tròn hay là nó hơi mỏng á thì mình có thể mình lấy thêm cục bột mình giống làm phiêu vậy mọi người. Vì món ngón cái mà, nói chung á là mình nhiều khi mình lấy bột không đủ á thì nó hay thiếu ngay ngay trên kia cổ hơi mỏng á thì mình lấy thêm một chút bột đó mình kéo xuống thôi, không sao hết. Đâu có ai đâu mà perfect hết đâu đúng không mọi người. Nói chung mình làm nhiều 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 bàn á, mình làm 10 ngón mình làm 8 ngón đẹp, 2 ngón nó trái gió hay nó không hợp thì nó bị méo mó này nọ thôi, chứ mình tay chân mà đâu phải của máy móc thôi. Hoàng chia sẻ theo cách của những cái người thợ, người ta làm trong tiệm của từng người thợ thì mình có thể mình chia sẻ mình thấy cái điểm nào của nhau, mình chưa có kiểu mà mình chưa có học, mình chưa có hay cái đó đó, hay là mình bị trong cái nghề mình bị cái gì chưa có làm chưa có đẹp hay gì đó, thì mình có thể trao đổi nhau của nhau thôi chứ không có ý gì nha mọi người. Cái nghề này đâu có ai mà giỏi liền đâu mọi người. Hồi xưa mà nhớ Hoàng vào nghề nail á thì là lúc Hoàng 19 tuổi nha mọi người. 19 tuổi là ba mẹ có cái tiệm nhỏ, lúc đó Hoàng học cắt tóc mọi người, thì lúc đó có cái tiệm thì đang học cắt tóc thì nghe cuộc gọi của mẹ kêu là ba ba của mày mới mở tiệm xong rồi lúc đó cũng về về làm nail mọi người, mà đâu có chịu làm nail đâu. Lúc đó mình thích cắt tóc mà trẻ rồi cắt tóc đứng nhìn nó mặc đồ lịch sự hơn mọi người, đàn ông mà lúc đó mình đâu có nghĩ cắt tóc đâu, nhưng mà mình cũng đi theo nghề nail thôi, rồi lúc đó cũng đâu có biết gì đâu mọi người, rồi từ từ cố gắng mỗi ngày rồi rồi mình từ từ mình cũng được thôi, cũng làm như người ta thôi. Nói chung á là mình chịu khó chút xíu, cái nghề nào cũng vậy mọi người, chịu khó chút xíu là mình làm được à. Giống như cái người mà làm nail 20 năm đi mà người ta làm xong lúc nào người ta cũng không có chịu học, không có chịu giống như là mỗi ngày cái nghề nail mỗi ngày nó mỗi khác nhau nha mọi người. Đó, không có mỗi ngày nó kiểu design nó kiểu khác nhau, mà mình cứ đứng yên một chỗ thì cái người mà mới vô nghề mà người ta chịu học quá này nọ thì người ta cũng vượt trội qua mình thôi. Nói chung nghề dạy nghề mà. Đó. Rồi bây giờ phao trên mặt móng nè, đó mọi người thấy. Đó, cầm cái ngón tay của chị Ngân cầm sao thì mọi người có thể mà mình coi đó mình làm theo nha. Cái người nào mà chưa có biết làm mọi người thì mình coi cái quay á thì mình học cũng nhanh hơn. Còn mình mà mình biết làm rồi chút xíu thì mà nhiều khi mình coi cái quay khác á, mình làm theo thử á, thì nó cũng hơi khó chút xíu nha. Thì Hoàng nghĩ vậy. Đó, coi cái cách dũa rồi chạy máy sao thì mọi người có thể mọi người coi nha. Hoàng thì Hoàng cái quay của Hoàng thì nói chung á thì nó cũng hơi hơi dũa thì dũa cũng chạy thôi, nói chung là cũng hơi khác khác chút xíu, không ai giống ai đâu mọi người. Cái nghề này làm ra một bộ tay á, là không ai giống ai nha. Đó, chạy cuticle cho nó tròn nha thì nó đỡ bị lift hơn nha mọi người. Đó, vũ cho nó tròn qua cũng rất là đơn giản nha. Đó, hôm bữa giờ Hoàng nói chung là cũng tiệm cũng kinh tế năm nay xuống người tiệm cũng ít kiểu design lắm nên Hoàng cũng cũng ít nói chung cũng ít quay video lại mọi người, vì cũng những kiểu như vậy thôi thì đang nói chung cũng bận nha, vì đi làm về tối cũng phải đi làm thêm đó mọi người, đi chạy xe
xe Uber Lyft á, rồi giao đồ ăn thì nọ, nó cũng làm thêm nên cũng cũng hơi bận chút xíu, nhưng mà trong thời gian tới thì Hoàng sẽ cố gắng Hoàng cho ra nhiều clip để cho mọi người đừng có quên Hoàng. Nhiều khi lâu quá, nói chung làm YouTube làm vì đam mê thôi nha mọi người, làm income thì cũng không có bao nhiêu đâu, làm vì vì sở thích của Hoàng thôi. Hoàng làm để Hoàng giống như là mình quen biết nhiều bạn bè hơn, rồi mình có thể chia sẻ cho những người giống Hoàng ngày xưa á, thì mình học, mình coi theo, mình biết cái cách làm, sau này giống như đi ra làm á, thì mình từ đó mình biết cách đắp bột, cách dũa sếp này nọ, thì mình ra ngoài á, mình làm từ từ rồi mình mới giỏi mọi người, chứ chứ mình giống như mình chia sẻ vậy là một phần thôi, còn một phần là của mấy bạn người ta ra làm có được hay không, rồi có cố gắng hay không thôi, còn chia sẻ thì nhiều người chia sẻ trên mạng lắm rồi. Bây giờ bóp phờ nha, rồi bởi vì làm YouTube nói chung á, làm cũng ít người xem á, mình cũng cái nghề này á, mà mình mà không chịu khó, không mà giống như này nọ mọi người thì làm không có được nha. Nói chung mà cũng cay đắng lắm, nhưng mà làm vì đam mê thôi. Thì cô chú anh chị xem video nhớ bấm like, share, đăng ký kênh giúp Hoàng, để Hoàng có động lực Hoàng cho ra nhiều video nữa cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ bóp phờ nè, mình vừa bóp phờ mình vừa chỉnh lại nha, coi nó có bị gì không trước khi mình sơn top nha. Rồi mọi người xem video nhớ bấm like, share, đăng ký kênh, ủng hộ kênh của Hoàng nha. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người.